Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục thời sự. Chúc quý vị có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Và sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Phát hiện 350.000 euro trong máy giặt ở ngôi nhà bỏ hoang. Cảnh sát Amsterdam, Hà Lan đã tìm thấy 350.000 euro, hơn 9 tỷ đồng được giấu trong một máy giặt tại một căn nhà không có người ở. Lồng máy giặt chật kín, các cặp tiền đổ màu sắc ở trong máy giặt đã bỏ từ lâu. Trong lúc đang lục soát một căn nhà trống ở Amsterdam, New West, thì cảnh sát đã vô cùng bất ngờ tìm thấy một chiếc máy giặt. Ở bên trong chiếc máy giặt cũ này chứa rất là nhiều tép tập tiền đổ màu sắc và đổ loại các mệnh giá từ 20-50 euro. Cảnh sát đã công bố bức ảnh và tập tiền trong lòng máy giặt. Chính quyền thành phố cho biết không ai đăng ký sống ở địa chỉ này. Khi chúng tôi lục soát trong căn nhà, chúng tôi tìm thấy 350.000 euro giấu trong máy giặt, cảnh sát trả lời. Mặc dù không chắc đây là tang vật của một bộ rửa tiền, song dựa vào cách giấu tiền thì nhiều khả năng đây là tiền bẩn, tức tiền thu được thông qua các hoạt động tội phạm bất hợp pháp. Các nhà chức trách cũng tìm thấy một máy đếm tiền, một khẩu súng và một số điện thoại di động ở trong căn nhà. Một đối tượng khả nghi nam giới 24 tuổi cũng đã bị bắt giữ ngay trong một cuộc đột kích. Trong một tuyên bố, cảnh sát nhấn mạnh cuộc đột kích là một phần trong cuộc điều tra về gian lận nơi ở, rửa tiền của các dấu hiệu tội phạm khác.